Xin chào quý vị và các bạn và trở lại với tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Vâng, và tại phòng nghe của anh Duy Audio, phòng nghe high-end cao cấp. Tại Every Show thì anh Duy Audio cũng đem đến một cái không gian, một cái rất là tươi mới. Đó chính là những cái sản phẩm đến từ thương hiệu Hi-Fi Row. Cũng chính tại triển lãm này thì anh Duy Audio chính thức phân phối thương hiệu Hi-Fi Row từ tháng 9 năm 2024. Vâng, và hôm nay thì cũng rất là vui gặp anh Tim ở đây. Vâng, anh chuyên gia của anh Video thì cũng cho tìm hiểu thêm một vài những cái thông tin về Hi-Fi Row. Chào anh tạp chí Nghe Nhìn. Tôi xin giới thiệu, tôi là Tim, phụ trách marketing chứ cũng không phải chuyên gia gì về các cái sản phẩm mới của Hi-Fi Row. Thì năm nay, tháng này thì anh Video chính thức làm nhà phân phối mới cho cái hãng Hi-Fi Row này. Xin giới thiệu một chút về cái hãng này. Thì hãng này có công ty mẹ là Sitac Hàn Quốc, một cái công ty nó chuyên sản xuất các cái thiết bị, các cái máy giao diện giống như là mấy cái máy ATM này, hoặc là cái máy tính tiền này nọ, những các cái giao diện nó rất là tốt. Thì nó mới làm ra một cái line sản phẩm khác, nó có cái tên là Hi-Fi Row, chuyên về âm thanh, chuyên về audio, chuyên về các cái công nghệ mới, kết hợp các cái kỹ thuật mới là network cũng như streamer, các cái music server và cả amplifier luôn. Thì nói về đặc điểm kỹ thuật á, của cái hãng này thì nó còn, mình nói sơ về cái line up, nghĩa là cái dòng sản phẩm nó gồm có music server thuần, nghĩa là music server streamer mà không có, gọi là transport á, mà không có DAC bên trong. Hay cái dòng sản phẩm thứ hai á là vừa tích hợp streamer, music server và cả DAC bên trong, hai model RS1150B và RS250A. Rồi một cái dòng sản phẩm tích hợp tất cả trong một, nó là RS520 Amply Trimmer, nghĩa là nó kết hợp DAC và Amply bên trong, thế thì chúng ta gắn cái loa vào là có thể phát. Dòng sản phẩm thứ tư đó là Amplifier, nó gồm RA180 và RA280. Rất là đặc biệt. Đặc điểm cái hãng này nó giống như Hàn Quốc, mà chúng ta thấy là các cái điện thoại Samsung đó, thời trang, độc đáo, đặc sắc. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm, các cái màn hình giao diện của họ, họ có nhiều cái hiệu ứng. Ví dụ nó mô phỏng trên cái màn hình vậy thôi, chứ nếu chúng ta bật các cái hiệu ứng tùy chọn khác nhau, ví dụ như cái đồng hồ này, ta muốn bật cái đồng hồ thì ta có cái đồng hồ, nó mô phỏng các cái giao diện trên cái màn hình như vậy. Chúng ta thấy là ngoài cái nghe thì chúng ta trải nghiệm cái nhìn, và chúng ta vọng nó giống như là một cái trải nghiệm vậy. Còn âm ly thì chúng ta thấy đặc sắc, nó phả vào đó một cái sự cơ khí, mà không phải cơ khí mà nghệ thuật cơ khí, cái nỗi sao mà cái người giống như đồng hồ vậy đó, khắc chạm lên đó, những cái bánh răng vặn lên nó cũng thú vị. Nó uống cà phê cũng vậy thôi, cà phê tóc hành thì xé cái bột bỏ vô, nhưng mà cà phê phin thì nó khác, nó làm cho cái người nghe có một chút đạo ở trong đó. Nghĩa là chúng ta biết là khi mà chúng ta nghe nhạc á, nghe cái kiểu là music lover thì là bình thường một cái người yêu nhạc, chứ mà đã thả vào đó cái nghệ thuật, cái thú chơi đó, nó nâng lên một chút, tôi đóng ngặt mở ngặt cái chữ đạo, nghĩa là bỏ vào đó một chút cái suy tư, một chút cái trải nghiệm để chúng ta đem cái đó là niềm vui, không cả về thưởng thức mà cả về trải nghiệm trong cuộc sống. Như thế. Em thấy rằng Rose có nghĩa là một bông hoa hồng, có vẻ như là cái logo của cái hãng này thì cũng là một cái bông hoa hồng cách điệu phải không? Có thể, cái ý của nó có thể là như vậy. Yeah. Thì chúng ta biết là họ là một cái công ty máy móc, thì họ tách một ra một công ty riêng và họ làm một cái line up, một cái dòng sản phẩm mới, và họ để chữ Rose và họ gắn cái logo như vậy, nó mang cái hình tượng nó như vậy, và cái phía trước có chữ Hi-Fi để người ta hiểu rằng là Ro không phải là một cái phẩm thời trang mà là cái sản phẩm cho âm thanh, cho nên phải cẩn trọng mà để chữ Hi-Fi. Nhưng mà công nhận trên, là em trên cái web như thế, thấy những cái sản phẩm này, những cái màn hình của nó này thực sự là hấp dẫn luôn. Gần như là có thể nói là hiếm những cái thiết bị, ví dụ như là đầu streamer hay các cái đầu network transport mà nó có được một cái màn hình giao diện nó full kéo hết. Đúng rồi. Cái kiểu mà cái tương tác này nó thực sự là nhạy, tương tác từng cái icon ở đây nó nhạy lắm. Không biết, tôi không biết là có cái hãng nào khác nữa không. Chỉ đến lúc này Hi-Fi Row là một cái hãng thiết kế cái màn hình mà cái giao diện nó là độc nhất thế giới đó. Tại vì tại các cái triển lãm vừa rồi CS 2023, 2024 cái gì đó, cái gian hàng của Hi-Fi Row lúc nào cũng đông, và họ công nhận ra một cái màn hình, một cái giao diện
mà chạm trực tiếp trên màn hình là mượt nhất, đẹp nhất và độ phân giải tốt nhất hiện nay. Không có một cái lỗi gì hết. Tất cả điều mà nhất là nó mô phỏng các cái giao diện khác nhau để mình chọn lựa đó rất là hay. Đó là một cái điều mà chúng tôi mong muốn là phân phối cái hãng này xem như là một cái bạn đồng hành cùng Aquafay á. Giống như là thế này nè, chúng tôi vạch cho nó một cái like, có nghĩa là ai muốn truyền thống, đơn giản, có tính kinh điển thì hãy nhìn về Aquafay. Còn ai muốn công nghệ shimmer, ai muốn một cái gì đó nghệ thuật thời trang thì có Hi-Fi Pro. Và chúng tôi cho nó đi hai cái hàng sản phẩm cho hai cái đối tượng khách hàng khác nhau. Và dĩ nhiên một người có thể thích thể hai cái sản phẩm Hi-Fi Pro và Aquafay, không ai cấm, nhưng mà khách hàng thì nó có đa dạng, họ nhiều, cho nên ai muốn thời trang thì hãy nhìn Hi-Fi Pro là như vậy. Một nhà phân phối thì cái đối tượng phục vụ là khách hàng, mà khách hàng thì trăm ngàn mong muốn. Cho nên luôn luôn chúng tôi nhìn vào khách hàng để chúng ta nhập làm phân phối một cái sản phẩm nào để tiếp cận thực tế với khách hàng. Chúng ta biết là high-end á, trên thế giới á, nếu chúng ta là một ngày chúng ta làm một thương hiệu thôi thì 365 ngày mỗi ngày ta làm một thương hiệu vẫn có để chúng ta làm. Nhưng mà mình chọn lựa để mình đi gần với cái người yêu nhạc Việt Nam á, là anh Duy luôn hướng tới đó, hướng tới và có thể tiếp cận và có thể bán và có thể phát triển nó. Đồ của anh Duy là như vậy, nó luôn luôn được sự yêu thích. Em thắc mắc là cái những cái sản phẩm của Hi-Fi Pro này thì nó có đắt không nhỉ? Tức là cái khoảng tầm giá nó như thế nào nhỉ? Nếu mà nói đắt thì rõ ràng nó đắt, nhưng mà trong high-end á nó không đắt. Ví dụ như cái đầu thấp nhất của Aquafay á là 140 triệu, nhưng mà cái đầu cao nhất của Hi-Fi Pro nó cũng 140 triệu thôi. Nghĩa là nó không đắt cho những cái người chơi high-end, nhưng mà đã đắt cho những cái người mà đang sở hữu những cái thiết bị shimmer mà có tính chất mà bình dân á, phổ biến á, thì nó đắt. Như vậy là cái khách hàng thì tùy đối tượng thôi, nó đắt cho những người dùng đang dùng cái thiết bị hệ thống phổ biến, nhưng mà nó không đắt cho những người đang xài các hệ thống high-end tiền tỷ. Mà nó đáp ứng được cái nhu cầu đó mới là cái hay. Và cái nào mong muốn của anh Duy đó, sở hữu cái này chúng tôi cũng rất là vui mừng. Tại vì cái âm ly nó quá đẹp, nó quá nghệ thuật, nó hay. Vâng, em nghĩ là đó là những cái thông tin rất là thú vị. Tất nhiên thế, và để mà hiểu sâu hơn chi tiết về công nghệ kỹ thuật hay là tính năng đại loại ABCD chi tiết từng cái thiết bị thì nó sẽ rất là nhiều thời gian, và quý vị các bạn có lẽ là nên tới Anh Duy Audio để có thể tìm hiểu trực tiếp từng cái sản phẩm và cũng có thể là trải nghiệm với những cái hệ thống phối ghép thì nó sẽ có góc nhìn nó trực quan hơn. Còn hôm nay thì một vài những cái điểm, một vài những cái thông tin, và đặc biệt quan trọng là những cái sản phẩm của Hi-Fi Pro ở đây chính thức được phân phối bởi Anh Duy Audio. Vâng, rất là cảm ơn anh cũng đã chia sẻ cùng với lại tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các video về sau. Xin trân trọng kính chào.